Giải trí miền Tây chào mừng cô chú, các anh chị và các bạn đã quay trở lại. Ngày mới chúc cô chú, các anh chị và các bạn vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Sáng sớm ngày hôm nay, giải trí miền Tây tiếp tục cập nhật tình hình giá sầu riêng, giá thanh long để cô chú, các anh chị và các bạn có giá chính xác tham khảo. Ngày hôm nay thứ năm, 25 tháng 1 năm 2024, giá sầu riêng hôm nay đang giữ ở mức giá khá cao so với những loại trái cây khác như mít Thái, mít Indo. Giá cả đang biến động lên xuống thất thường, thì giá sầu riêng và giá thanh long đang ổn định, cũng như giá sầu riêng đang có mức giá rất cao là tín hiệu vui, tình hình tốt cho bà con. Mong giá cả còn tăng hơn nữa cho bà con có được lợi nhuận cao. Đây là bảng báo giá mà sầu riêng thu mua tại dừa, nên giá cả ở những dừa lớn giá cao hơn so với sầu riêng của cô chú, các anh chị và các bạn xa những dừa lớn. Giá ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Đồng Tháp, Long An, An Giang, mỗi tỉnh thành giá cả cũng chênh lệch khác nhau, chênh lệch 2-3.000 đồng. Bởi vườn của cô chú, các anh chị và các bạn xa hay gần những trục lộ lớn, xa hay gần các chợ lớn mà có giá khác nhau. Đây là giá sầu riêng được thu mua tại dừa. Sầu riêng Thái loại A 1,9-5,3 kg, giá 176-178.000 đồng một ký. Loại B 1,7-5,3 kg, giá 158-160.000 đồng một ký. Sầu riêng loại C giá 85.000 đồng một ký. Sầu riêng ri 6 ở khu vực miền Tây loại A 1,9-5 kg, giá 128-130.000 đồng một ký. Loại B 1,7-5 kg, giá 115.000 đồng một ký. Sầu riêng loại C có giá 65.000 đồng một ký. Mức giá này, giá sầu riêng đã biến động thấp hơn so với những ngày trước nhưng vẫn giữ ở mức giá khá cao. Thương lái vào mua có sự chênh lệch khác nhau tùy theo khu vực, tùy theo ruộng sầu riêng của cô chú, các anh chị và các bạn xa hay gần những trục lộ chính, xa hay gần những chợ lớn mà có giá khác nhau. Tiếp theo là giá sầu riêng ở khu vực miền Đông. Giá sầu riêng Thái thu mua tại dừa loại A 1,9-5,3 kg, giá 173-175.000 đồng một ký. Loại B 1,7-5,3 kg, giá 155.000 đồng một ký. Và loại C có giá 78-80.000 đồng một ký. Sầu riêng ri 6 ở khu vực miền Đông, giá tại dừa loại A 1,9-5 kg, giá 128.000 đồng một ký. Loại B 1,7-5 kg, giá 110.000 đồng một ký. Loại C 55-60.000 đồng một ký. Đây là giá sầu riêng thu mua tại dừa. Nếu thương lái vào vườn cô chú, các anh chị và các bạn thu mua, giá sẽ chênh lệch 3-5.000 đồng một ký. Giá sầu riêng Thái ở khu vực Tây Nguyên thu mua tại dừa có giá như sau. Loại A 1,9-5,3 kg, giá 173-175.000 đồng một ký. Loại B 1,7-5,3 kg, giá 153-155.000 đồng một ký. Sầu riêng loại C có giá 75.000 đồng một ký. Sầu riêng ri 6 ở khu vực Tây Nguyên thu mua tại dừa loại A 1,9-5 kg, giá 128.000 đồng một ký. Loại B 1,7-5 kg, giá 100.000 đồng một ký. Và loại C 58-60.000 đồng một ký. Mức giá sầu riêng ngày hôm nay đang ổn định và giữ mức giá rất tốt. Giá cả còn phụ thuộc vào mẫu mã sầu riêng của cô chú anh chị khách hàng đẹp hay không, cũng như thương lái ở những tỉnh thành khác nhau có giá khác nhau trên lệch 2-3.000 đồng một ký. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột đỏ và giá thanh long ruột trắng sáng ngày hôm nay. Tình hình giá thanh long ruột đỏ ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận sáng ngày hôm nay. Tình hình giá thanh long sáng ngày hôm nay cũng tăng so với những ngày trước. Và giá thanh long cao hay thấp cũng do mẫu mã, do tuyến đường vận chuyển và tình hình xuất khẩu. Giá thanh long ruột đỏ khu vực miền Tây sáng sớm ngày hôm nay loại 1 30-31.000 đồng một ký. Loại 2 26.000 đồng một ký. Và thanh long loại 3 giá 21.000 đồng một ký. Loại 4 giá 16.000 đồng một ký.
và thanh long ruột đỏ hàng giạt giá 8.000 đồng một ký. Tiếp theo là giá thanh long ruột trắng ở khu vực miền Tây, loại hàng đẹp giá 17 đến 18.000 đồng một ký, loại sàn giá 15 đến 16.000 đồng một ký, hàng giạt 7.000 đồng một ký. Giá thanh long ngày hôm nay khởi sắc hơn, giá cũng nhích hơn so với những ngày trước. Mong là tình hình giá thanh long xuất khẩu nhiều hơn nữa và giá cao hơn nữa, xuất khẩu mạnh hơn nữa để bà con trồng thanh long có được thu nhập, có được lợi nhuận cao hơn và yên tâm trồng và sản xuất thanh long. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ở khu vực Bình Thuận. Khu vực Bình Thuận là khu vực trồng thanh long rất nhiều. Giá thanh long ruột đỏ ở khu vực Bình Thuận ngày hôm nay như sau: loại 1 giá 29 đến 30 ngàn đồng một ký, loại 2 giá 24 đến 25 ngàn đồng một ký, loại 3 giá 19 đến 20 ngàn đồng một ký. Loại thanh long ruột đỏ giạt ở khu vực Bình Thuận giá 8 đến 9 ngàn đồng một ký. Giá thanh long ruột đỏ ở khu vực Bình Thuận đang từng ngày tăng hơn so với những ngày trước. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận. Khu vực Bình Thuận, thanh long ruột trắng loại bò đẹp giá 15 đến 17 ngàn đồng một ký, loại bò sang giá 13 đến 15 ngàn đồng một ký. Và hàng giạt ở khu vực Bình Thuận, thanh long ruột trắng giá 7.000 đồng một ký. Giá thanh long của những ngày giáp Tết, những ngày này giá tăng cao, đó là tín hiệu vui. Giá thanh long ở giai đoạn này cầm giá rất tốt và giá ổn định như vậy. Và giá thanh long có thấp hơn hay cao hơn cũng tùy vào thương lái, tùy vào ruộng thanh long của cô chú, các anh chị và các bạn gần hay xa những trục lộ, gần hay xa những dựa lớn mà giá có cao hay thấp hơn. Vậy chứ miền Tây cảm ơn cô chú, các anh chị và các bạn đã xem hết video này. Và cô chú, các anh chị và các bạn thấy ý nghĩa đừng quên để lại một lượt đăng ký, một lượt like, chia sẻ về trang cá nhân để nhiều người cùng xem. Ấn vào cái chuông để cô chú, các anh chị và các bạn thường xuyên nhận được video sớm nhất của Giải trí miền Tây. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.